Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi được trở lại cùng tất cả các bạn trên chuyên mục Làm Đẹp. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu mụn thịt là gì, cách điều trị mụn thịt và Trang có 5 phần chính muốn gửi đến bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu mụn thịt là gì. Thứ hai, nguyên nhân nào dẫn đến mụn thịt. Thứ ba, hướng điều trị. Thứ tư, những lưu ý. Và cuối cùng thứ năm, giải đáp một số những vấn đề thắc mắc. Nếu như các bạn thật sự quan tâm thì video này là kiến thức dành cho bạn. Còn nếu như bạn muốn điều trị mụn thịt lâu năm một cách hiệu quả nhất thì vui lòng đến Bệnh viện Da Liễu gặp các bác sĩ chuyên khoa để được điều trị theo đúng phác đồ. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu ngay sau đây cùng với Trang nhé. Phần đầu tiên Trang muốn gửi đến bạn chính là mụn thịt là gì? Mụn thịt hay còn có tên gọi khác đó chính là mụn đá, mụn cơm hay là mụn gạo các bạn nhé. Bạn nghe tên gọi có quen hay không? Rất quen thuộc. Thì mụn thịt được hình thành là do các keratin hay còn gọi là protein có nhiều ở da, tóc và móng đó. Nó không được đào thải ra bên ngoài thì lâu ngày nó bị tích lũy ở dưới da của các bạn đó sẽ hình thành nên mụn thịt. Và mụn thịt thì nó có hình chòm và màu sắc của nó gần tiệp với màu da của các bạn. Và đôi khi nó ngã sang màu vàng thôi. Nếu như không điều trị kịp thời thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là mất thẩm mỹ trên làn da rất là nhiều. Nhưng mà có nhiều đối tượng thì khi nổi mụn thịt sẽ bị ngứa nếu như tăng đổ mồ hôi quá mức. Như vậy là các bạn đã hiểu rõ hơn về mụn thịt rồi đó. Thì lâu ngày thì cái nhân nó càng đậm màu hơn và nó nhô rõ trên da hơn. Nó làm mất thẩm mỹ nếu như là mọc trên gương mặt của các bạn rất là nhiều. Thông thường thì chúng ta thấy nhiều ở cái vùng dưới mi mắt nè, hay trên mắt, hoặc là ở cái vùng môi và cổ. Và nó có thể mọc ở bất kỳ nơi đâu trên cơ thể của các bạn, thậm chí là bộ phận sinh dục nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ hai, nguyên nhân nào dẫn đến hình thành mụn thịt. Nói chung có rất nhiều những nguyên nhân, nhưng đây là những nguyên nhân mà Trang muốn gửi đến tất cả các bạn. Đầu tiên có thể là do bạn vệ sinh làn da của mình không sạch, lỗ chân lông bị bí tắc, dầu nhờn ứ động là các protein nó còn thoát lại đó, thì lâu ngày nó sẽ dẫn đến hình thành mụn thịt. Thứ hai là do bạn sử dụng các sản phẩm collagen mà da của các bạn quá kích ứng, bạn cung cấp một hàm lượng collagen quá nhiều trên làn da, nó gây bí động lại và nó sẽ dẫn đến tình trạng là hình thành mụn thịt dưới da. Đây là nguyên nhân trực tiếp đó các bạn nhé. Hoặc là những cái yếu tố nguy cơ nó cũng có thể dẫn đến mụn thịt, các bạn có thể tham khảo thêm. Bạn thức khuya, bạn ăn đồ cay nóng, bạn ngủ không đủ giấc, bạn uống không đủ nước. Hay là những người bị bệnh tiểu đường nè, thì nó cũng dẫn đến hình thành mụn thịt ở dưới da nữa các bạn nhé. Hoặc là do chế độ dinh dưỡng của bạn thiếu dưỡng chất, hoặc là không bổ sung thêm rau xanh trái cây vào khẩu phần ăn. Nói chung có rất nhiều những nguyên nhân, đó là những nguyên nhân điển hình nhất các bạn có thể tham khảo thêm. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ 3, hướng điều trị mụn thịt như thế nào. Ở đây Trang sẽ hướng dẫn cho bạn 3 cách bạn nhé. Thứ nhất là áp dụng các phương pháp dân gian. Thứ hai là dùng thuốc. Thứ ba là phương pháp điều trị xâm lấn. Có nghĩa là chúng ta sẽ áp dụng theo từng phương pháp. Nếu như mức độ của các bạn mới gặp á, thì chúng ta sẽ lựa chọn cho mình một phương pháp nào đó phù hợp nhất. Đầu tiên là phương pháp dân gian. Có nghĩa là chúng ta sẽ áp dụng những cái vật liệu tự nhiên có ngay tại nhà để chúng ta điều trị mụn thịt. Bạn có thể sử dụng mật ong kết hợp cùng với nước ép tỏi để thoa lên mụn thịt nè. Mỗi ngày thoa 2 lần, thoa đều đặn như vậy, bạn sẽ thấy mụn thịt được tiêu phim và biến mất. Thứ hai, đó chính là chúng ta sẽ sử dụng lá tía tô, giả cùng một xíu muối, vắt lấy nước và bạn cũng thoa mỗi ngày 2 lần bạn nhé. Thứ ba là bạn có thể sử dụng chanh.
Bạn sử dụng nước cốt chanh đó, bạn thoa lên mụn thịt, mỗi ngày bạn cũng thoa 2 lần. Nhưng phương pháp này rất dễ bị bắt nắng, các bạn có thể lựa chọn cho mình một phương pháp tự nhiên thích hợp. Thông thường Trang thấy mọi người sử dụng nhiều nhất đó chính là kết hợp giữa mật ong và nước ép tỏi. Lưu ý là không đắp cả sắc tỏi lên các bạn nhé, bởi vì vùng da mặt nó rất dễ bị phỏng và bị tổn thương, cho nên nếu như bạn đắp cả sắc tỏi lên mà bạn để 10 đến 15 phút như vậy thì tất nhiên làn da của các bạn sẽ bị bỏng. Lúc đó nói rằng Trang hướng dẫn cho các bạn sai cách thì đừng có trách ở đây nhé. Thứ hai là sử dụng thuốc. Nói chung ngày nay phương pháp sử dụng thuốc hoặc là các dạng kem bôi tại chỗ để điều trị mụn thịt được rất nhiều người ưa chuộng và ít gây nên khả năng nhiễm trùng nữa. Thì thông thường bác sĩ sẽ kê đơn cho bạn một trong hai loại sau đây. Thứ nhất là dạng retinoid, dạng uống hoặc là bôi tại chỗ. Và thứ hai đó chính là atropine tại chỗ. Và lúc này thì chúng ta phải tham khảo ý kiến của bác sĩ bạn nhé. Thứ ba, điều trị xâm lấn. Có nghĩa là những cái mụn thịt đã u nhú lên trên da của các bạn rồi đó, thì bác sĩ có thể dùng chỉ phẫu thuật để thắt lại và cái mụn thịt đó nó sẽ rụng dần các bạn nhé, và nó sẽ hết. Và bây giờ lúc này chúng ta sẽ điều trị thâm thôi, hoặc là bác sĩ sẽ giúp cho bạn là mổ mụn thịt. Nhưng mà cái phương pháp này sẽ áp dụng đó chính là gây tê tại chỗ, cho nên là nó sẽ để lại những cái di chứng hoặc là để lại những cái sẹo. Và ngày nay điều trị mụn thịt phổ biến nhất đó chính là sử dụng laser, nhưng nhớ là phải đến bệnh viện da liễu để được các bác sĩ điều trị cho các bạn thì da của các bạn mới không bị hư tổn. Còn các bạn đi các spa bên ngoài, việc đốt laser điều trị mụn thịt có hiệu quả hay không thì Trang không nói ở đây. Phần thứ tư, những lưu ý dành cho tất cả các bạn. Khi bị mụn thịt thì cần lưu ý những gì? Lưu ý cho tất cả các bạn đó chính là phải vệ sinh da của mình thật sạch. Nhớ là tẩy tế bào chết định kỳ cho da mỗi tuần 2 lần các bạn nhé, để làm cho da của các bạn thông thoáng. Và làm sạch da như vậy thì hạn chế tình trạng lập bí lỗ chân lông và ít sinh nên các bệnh về da, trong đó có mụn thịt. Thứ hai, không được thức quá khuya, cũng như là nên đi ngủ đủ giấc thì để tốt cho nhất cho sức khỏe của các bạn và tốt cho làn da. Uống đủ nước từ 2 đến 3 lít nước trên một ngày cực kỳ có lợi cho sức khỏe, cũng như giúp cho da dẻ trở nên hồng hào, mịn màng và căng bóng hơn. Thứ ba đó chính là khi điều trị mụn thịt thì chúng ta phải áp dụng đúng theo những gì các bác sĩ chuyên khoa da liễu đã hướng dẫn cho tất cả các bạn. Còn áp dụng các phương pháp tự nhiên ngay tại nhà thì nó sẽ đòi hỏi cần thời gian và các bạn cần phải kiên trì. Nó hiệu quả nhanh nhất đối với những cái mụn thịt mới hình thành. Và các bạn cần lưu ý là hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nắng mặt trời hay là tiếp xúc quá nhiều với ánh sáng từ điện thoại, laptop hay là máy tính nè, bởi vì nó sẽ làm đứt gãy collagen dưới da, cũng là một trong những nguyên nhân tụ lại và tạo nên những cái mụn thịt. Nói chung đây là những cái lưu ý dành cho tất cả các bạn. Chỉ cần chúng ta chăm sóc bảo vệ cho làn da, chế độ dinh dưỡng hợp lý, luyện tập thể dục phù hợp thì da của các bạn sẽ khỏe lên và đẹp hơn, cũng như mang đến hiệu quả điều trị mụn thịt tốt hơn. Phần thứ 5, giải đáp một số những vấn đề thắc mắc. Hỏi Trang là mụn thịt có điều trị khỏi được hay không? Thì câu trả lời là còn phụ thuộc vào cách chăm sóc làn da của các bạn như thế nào nữa. Có nhiều người điều trị khỏi, có nhiều người sẽ bị tái phát, bởi vì bạn cứ nghĩ rằng điều trị rồi thì nó sẽ không quay trở lại. Nhưng không, bạn để da của bạn bị bẩn nè, da của bạn bị bí lỗ chân lông, bị tích lũy dầu nhờn trở lại thì nó sẽ sinh ra những cái loại mụn nữa các bạn nhé, trong đó sẽ có mụn thịt quay trở lại. Cho nên là hết hay không thì do cái cách chăm sóc của các bạn thôi. Thứ hai, bạn hỏi mụn thịt có tự khỏi hay không? Câu trả lời là không. Mỗi ngày nó mỏi lớn lên và cái nhân nó càng cộm hơn.
Nếu như là mụn gạo đó, là mụn thịt dạng gạo bạn gờ lên coi, nó chạy nó có một cái nhân còi nó đi tới đi lui ở dưới cái da của các bạn, khi bạn sờ vào đó bạn muốn nhắc nó ra cho sạch thì thôi. Như vậy là các bạn đã biết được nó không tự khỏi nếu như chúng ta không điều trị. Để càng lâu thì nó càng lớn và nó càng gây mất thẩm mỹ trên làn da của các bạn. Bạn hỏi Trang là mụn ruồi thịt có tẩy được hay không? Thì nếu như bị nốt ruồi trên cơ thể, mặc dù ở đâu cũng vậy các bạn nhé. Nếu muốn tẩy nốt ruồi thì chúng ta phải đến gặp bác sĩ để được thăm khám, xem coi nốt ruồi đó là bình thường hay là nốt ruồi bệnh lý. Nếu như bình thường thì các bạn tẩy đơn giản thôi, là chúng ta chỉ cần bấm laser một cái là hết rồi. Hoặc đơn giản hơn nữa là chúng ta có thể áp dụng các thuốc bôi mà bác sĩ đã kê cho bạn đó. Thông thường thì có chứa axit salicylic. Còn đối với nốt ruồi bệnh lý thì chúng ta sẽ không tẩy được đâu. Nếu như bạn tự tẩy nốt ruồi mà không đến gặp bác sĩ thì nếu như để lại ảnh hưởng xấu cho sức khỏe thì chính các bạn là người tự chịu. Tiếp đến bạn hỏi Trang khi bị mụn thịt thì có nên kiêng ăn thịt bò hay không? Khi bị mụn thịt thì các bạn hoàn toàn có thể ăn được thịt bò, nhưng ăn với một hàm lượng vừa thôi các bạn nhé. Bởi vì thịt đỏ thì rất giàu những chất đạm, và nếu như bạn ăn quá nhiều, mụn các bạn lên bất thường đó, nếu như chúng ta vệ sinh da không sạch nữa thì nó sẽ hình thành lên thêm. Còn đối với những người đã điều trị mụn thịt, có nghĩa là đang bắn laser để điều trị hay là áp dụng các phương pháp điều trị á, thì không nên ăn thịt bò. Bởi vì trong giai đoạn này để cần cho da của các bạn hình thành và hạn chế sẹo lồi, thì sau khi hết thì các bạn ăn bình thường thôi. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu một cách sơ lược về mụn thịt cũng như hướng điều trị. Mong rằng với video này sẽ giúp ích cho tất cả các bạn rất nhiều. Nhớ là đây là những kiến thức mà Trang đưa ra giúp các bạn tham khảo. Còn muốn điều trị đẹp, tận gốc thì đến gặp bác sĩ da liễu để được thăm khám và điều trị tốt hơn. Và nếu như các bạn thấy video này có ích cho bạn thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang, nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Địa chỉ website chính thức của Trang các bạn có thể lên Google tìm kiếm Nguyễn Thị Trang.com hoặc là Dược sĩ Trang Nguyễn hoặc là Dược sĩ Thùy Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.